Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng, lãnh sự quán Hoa Kỳ lên tiếng về cái chết của cha Anton Nguyễn Huyền Đức. Kính thưa cộng đoàn, những ai quan tâm tới biến cố cha Anton Nguyễn Huyền Đức quả thật bàng hoàng xót xa. Cha Đức, nguyên bề trên đan viện Thiên An Huế, ra đi sau một thời gian điều trị bệnh ung thư tại Đức, nghi do bị đầu độc. Với biến cố đau thương này, như chúng ta cũng biết, Đại sứ quán tại Việt Nam đã gửi thư phân ưu cùng cha bề trên đương nhiệm và hội dòng. Mới đây, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng lên tiếng về biến cố tang thương này. Kính gửi Viện phụ Louis Đặng Hùng Tân. Đại diện Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của cựu bề trên Anthony Padova Nguyễn Huyền Đức. Linh mục Anthony sẽ được nhớ đến như một biểu tượng đầy cảm xúc của lòng kính trọng yêu mến và là người bênh vực cho công lý chính nghĩa. Chúng tôi ghi nhận sự tận tâm phục vụ nơi cha và những nỗ lực không biết mệt mỏi của các đan sĩ, đan viện Thiên An trong công cuộc bảo vệ chốn tịnh tu. Giờ đây, cả thế giới đã biết đến điều đó. Cầu chúc viện phụ và các đan sĩ Thiên An luôn an yên, dù gặp bao sóng gió và mong sớm được gặp quý vị để bày tỏ niềm cảm thông của tôi. Trân trọng, Rutum Nyquist, chính trị gia, hết trích. Cha Anton nghi bị đầu độc và ra đi hôm 3 tháng 10 năm 2022 tại Đức. Ngày 8 tháng 10, quý linh mục, tu sĩ và anh em giáo dân từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu đã tổ chức thánh lễ tiễn biệt cha. Đến nay, thi hài cha vẫn còn chờ để được hỏa thiêu, sau đó sẽ về an nghỉ tại Vườn Thánh Đan Viện Thiên An. Tòa Đại sứ Đức cùng với nhiều tòa đại sứ khác ở Hà Nội đặc biệt quan tâm đến Đan Viện Thiên An sau khi một nhóm quần chúng tự phát sát khí đằng đằng tấn công Đan Viện vào tháng 8 năm 2020. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam viết. Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Nội ngày 5 tháng 10 năm 2022, kính gửi cha Louis Gonzaga, Đặng Hùng Tân, Đan Viện Thiên An, Thủy Bằng, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Kính thưa cha Louis Gonzaga, Đặng Hùng Tân, được tin cha Nguyễn Văn Đức qua đời sau thời gian dài lâm bệnh nặng. Thay mặt Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội, tôi xin gửi tới cha cùng toàn thể đan sĩ Đan Viện Thiên An lời chia buồn sâu sắc. Xin thành kính phân ưu cùng đan viện trong giai đoạn khó khăn này. Trân trọng, Simon Creedy, đại biện lâm thời. Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn cha Anton và nước Chúa. Xin Chúa gìn giữ và ban bình an tới các linh mục của người. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.